Chào các bạn, mình là chuyên viên tư vấn điều hòa tại siêu thị máy HC Hải Dương. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng điều khiển của điều hòa Mitsu model là MSI-JV35VF, là điều hòa một chiều 12.000 inverter. Đầu tiên để khởi động máy điều hòa thì các bạn ấn vào nút off on màu đỏ này. Sau khi ra hiển thị màn hình lên thì các bạn sẽ chọn nút mode này để điều chọn các chế độ. Thì ở đây nó sẽ có các chế độ là ice fill, chế độ làm lạnh, chế độ hút ẩm và chế độ quạt gió. Thì đây khi mình để về chế độ là làm lạnh thì nó sẽ có hiển thị nhiệt độ ở đây. Thì hai cái nút to warm và to cool này là hai cái nút để điều chỉnh nhiệt độ lên xuống. Thì điều hòa Mitsu này nhiệt độ cao nhất phải đạt đến là 31 độ C và nhiệt độ thấp nhất phải đạt đến là 16 độ C. Tiếp theo là nút fan. Fan này là nút điều chỉnh tốc độ quạt gió. Thì ở đây nó sẽ có một số, nó sẽ có 6 mức là thấp, trung bình, cao, cực cao. Và thêm một chế độ nữa là chế độ tự động và chế độ tĩnh thì nó sẽ có hình mặt người như này. Tiếp theo là đến nút vane này là nút điều chỉnh hướng gió lên xuống. Thì ở đây các bạn để ý là mình có thể điều chỉnh hướng gió tùy theo ý mình đây. Và có thể điều chỉnh hướng gió theo hướng gió tự động. Tiếp theo là nút Econocool. Econocool này khi mình bật, khi các bạn bật lên thì nó sẽ thay đổi luồng gió để tạo cho các bạn cảm giác mát hơn luồng gió không đổi. Vì thế là ngay cả khi mà cài đặt nhiệt độ tự động cao hơn 2 độ C, máy vẫn có thể hoạt động chế độ làm mát nhưng vẫn giữ được cảm giác thoải mái, do có thể đó có thể tiết kiệm năng lượng. Thì khi mà mình muốn hủy thì mình sẽ ấn nút dài một lần nữa là sẽ hủy cái chế độ này đi. Nhiệt độ nó sẽ lại về 26 độ như bạn thấy. Tiếp theo là nút Eco Full Power. Cái nút này là nút làm lạnh nhanh, là vào những hôm nào thời điểm trời nóng nóng cao độ thì có thể bật cái nút này lên. Sau đó nếu mà khi mình không muốn dùng nữa thì mình sẽ ấn thêm một lần nữa thì nó sẽ tắt chế độ này đi. Tiếp theo là về chế độ hẹn giờ. Hẹn giờ ở đây thì nó cũng sẽ có hẹn giờ mở, hẹn giờ tắt. Vì để khi bật chế độ hẹn giờ thì các bạn sẽ ấn vào cái nút select này, hình đồng hồ này. Thì với cái hình dấu tròn này, tức là đang ở chế độ là hẹn giờ tắt, thì các bạn sẽ điều chỉnh nhiệt độ đây 1, 2, 3, 4, 5 giờ đây. Và nếu muốn điều chỉnh bật chế độ hẹn giờ mở thì các bạn ấn tiếp một lần select vào đây. Thì nó sẽ hình hiện mình thanh gạch này. Thì là chúng ta tiếp tục điều chỉnh 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Sau khi đã lựa chọn xong cài đặt thì các bạn sẽ nút select lần nữa. Và hoàn thành cái việc là cài đặt giờ. Vâng, thì đây là những hướng dẫn của mình sơ qua về cách sử dụng điều hòa điều khiển điều hòa Mitsu. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm cũng như giá bán, mời các bạn đến tham quan siêu thị máy HC Hải Dương, địa chỉ 354 đường Thanh Niên Kéo Dài, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Cảm ơn các bạn đã xem video.